Hello các bạn. Rồi, mình đang đi xem một cái căn nhà ở quận trung tâm. Vẫn còn đang làm. Thời điểm dịch bệnh này rất là nhiều kẹo nha. Từ đây tới cuối năm rất là nhiều kẹo. Tuy nhiên mình không biết đánh giá lại căn nào nó phù hợp. Thang máy. Phòng cháy chữa cháy đầy đủ. Căn này chắc cỡ ha cũng cũng tết. Thang máy kia đây nó. Ở số công ty mình bây giờ là lấy những cái căn cỡ này. Dao động từ 20 đến 50 phòng. Có những căn 13, 14 phòng vẫn lấy, đẹp vẫn lấy. View bờ kè. Rồi, view bờ kè. Như một kè. Đây không. Này không biết bờ kè này. Không thấy à? Mỗi xe nó có 1, 3 phòng, 4 phòng. Cái này quá bự. Lầu 5 phòng. Cái này có 4 à? Không, 5 anh. 1 này, 2 này, 3 này. Cái này hả? 3 này, 3 này. À, cái này lấy luôn hả? 3. Này sao này làm hả? Hả? Rồi cơ. Chắc là 30-35 mét vuông. View tuyệt vời luôn, giá không có tuyệt vời ha, giá cao lắm. Tuy nhiên bên mình sẽ làm giá là giá hợp lý thì mình lấy, không hợp lý thì thôi. Chỉ cái giá đúng rồi, giá thôi. Giá hợp lý thì lấy, không hợp lý thì chia tay thôi. Dây điện.
mỗi sàn 5 tầng, 5 phòng. Cỡ 25 đến 35 mét. Này giếng trời nè, không phải phòng đâu. Thì cái đó giếng trời. Bên ngoài là 5 phòng rồi. Ở đây được 1 phòng nữa nè. Đây chắc có 1 phòng nữa. Không. Nếu không làm thì đâu làm gì đâu anh. Cũng có thể nó làm 1 phòng nữa, không biết được. Cái này phải hỏi lại bên nhân viên. Là 6 phòng. Thái ha ha. Có 2 phòng sau ở ban công à, đúng không? Gì? Phòng nào cũng có ban công mà. Này có không? Có ban công đó. Phòng nào có ban công? Cái xe bít luôn mà ban công nè. Gì? Này xe bít vô luôn mà. Này bít luôn chứ ban công vậy? Đây nè. Ghém ra ban công đây nè. Ai mà xây thục vô kỳ vậy? Nè bộ anh phải xây gì chứ? Không, mà mốt nó bít cái kính luôn á. Cái là cửa đó ban công hả? Thôi, thấy bay đâu không? Dạ, bay. Sao lại có ban công? Ngồi ghế vậy? Dạ. Ngồi con ghế vậy? Nóng quá ra đây ngồi. Tuyệt vời nha, cái view này là tuyệt vời nha các anh chị. Làm Airbnb là tuyệt vời luôn. Đẹp không? Mình thích cái view này nhất nha. Quá đẹp. Rồi các bạn lên tầng thứ hai. Như nhau hết rồi. Như nhau hết. Này chuẩn chuẩn studio luôn á. Năm đến sáu gì? Ủa đây làm công phòng hả? Còn cái ngăn này qua quá. Đây là